Ba con đâu? Ba con trống. Ba con trống hả? Ba con chết rồi. Ba con chết rồi hả? Ai nói? Ai nói ba chết? Ba ngủ. Ba ngủ. Con buồn không? Có thương ba không? Thương không? Thương ba để đâu? Con thương ba không nói à? Con thương ba không? Bác hỏi kìa. Con thương ba không? Con thương ba không? Cha để đâu? Con thương cha để đâu? Nói đi con, nói đi, ngồi mua sữa uống. Con thương cha để đâu? Giờ này cũng 9 giờ đêm rồi. Rồi tám sang đi bán hàng nha. Đi bán. Bán gì hả? À. Đi bán gì đi cô? Đi bán chuối. Bán chuối. Ra sổ thôi. Rồi bây giờ thì sư phụ và anh và anh Tim đang xuống Á Quang chuẩn bị tẩm liệm cho ca bên bệnh viện. Bố tên mày luôn. Kéo chân ra xíu đi. Kéo chân ra ngoài. Đã lần cái đầu. À, má mà ngày em đủ tranh thủ bắn đêm. Đây là một hoàn cảnh này cũng là khổ mà không còn cái gì đâu mà. Giờ chôn mà ấy để làm đám tang không có chỗ để luôn. Không có nhà để mà để luôn. Giờ phải mấy anh em lên tận liệm rồi bắt đầu cái đi thuê chỗ mà nhà tang lễ á, tặng để làm đám tang cho anh ta. Anh ta không có chỗ để mà để luôn. Đang chào khán giả cả. Dạ, chào khán giả thân mến của hội tình nguyện BD. Rút kinh nghiệm nha, mới quay qua lấy hộp á. Ông ở mới sư phụ mới tỉnh liệm ở bên chỗ ổng hôm á. Cho hai bịch chích còn không có cái lồng đền. Nha, để ý nha. Hello, cả nhà, lại là con đậu con bay đây. Cũng như sư phụ đã nói, bán ngày chưa đủ, tranh thủ bán đêm. Giờ thầy trò đi bán. Em. Hello, cả nhà. Thì giờ thầy trò đang chuẩn bị hàng khủng đi giao dịch mọi người ơi. Đây. Đúng rồi, anh em đang chuẩn bị. Hello, xin chào quý vị khán giả. Mình là ngoài chị Tin. Hôm nay là ca này chuẩn bị mình đi vô lấy cái xác ở trong bệnh viện Nha Rẫy. Mình sẽ trở về Hóc Môn rồi sau đó mình tẩn liệm để lo cho người ta. Ở bà chủ nhà trọ bà cho cái người thuê trọ này để cái quan tài, nên là mình sẽ đi vô đó bốc xác xong rồi mình tẩn liệm sơ, rồi sau đó mình trở về nhà trọ rồi cho bà con ra nhìn thấy mặt sơ cái qua, rồi mình đóng nắp bụp đâu đó làm trong xuôi, rồi bắt đầu gia đình người ta tự giải quyết sắp xếp chuyện riêng tư và chuyện của người ta. Còn nếu như người ta quá khổ, người ta muốn cần mình hỗ trợ thiêu thì ở bên đây sẵn lòng sẽ hỗ trợ. Còn nếu gia đình người ta muốn cái khác thì để tự gia đình ta lo. Xin chào quý vị khán giả. Hello, xin chào quý vị khán giả. Thì nãy giờ thì anh em cô con thì cũng chờ thủ tục giấy tờ xong xuôi. Thì giờ bốn anh em con sẽ lên đường qua bệnh viện Chợ Rẫy lấy xác của nạn nhân xấu số đã qua đời. Thì giờ tụi con sẽ qua bên nhà tang lễ của Nguyễn Chiêu Phương để ái quan xong xuôi, rồi sẽ chạy ngược lại bệnh viện Chợ Rẫy lấy nạn nhân và đưa ngược lại Nguyễn Chiêu Phương, và mình tẩn liệm ở nhà tang lễ Nguyễn Chiêu Phương nha mọi người. Thì bữa nay đi đồng hành với Mang Tim và con đậu con bay là sẽ có Thánh Liệu. Hai, chào quý vị khán giả và các mạnh thường quân thân mến của hội thường nguyện BDS. Dạ, hôm nay anh em đang đi liệm nha cả nhà. Dạ, Thánh Liệu biết nói gì, còn một thành viên nữa. Thành viên như vậy. Anh chào khán giả giùm em coi. Hello.
cả nhà có một đêm ngủ ngon giấc nha. Anh em đi làm đây hết việc chứ không bao giờ hết giờ nha cả nhà. Ngồi gần đó ấm không anh? Hả? Ngồi gần đó ấm không? Bây giờ là mình ngồi bên dưới này là mình thấy là cũng giống như là qua chạm mỗi ngày thấy rất là bình thường. Rồi, sẽ quay lại nhanh anh tài xế của mình. Thì cũng như thường lệ, lời nói đầu tiên thì con đầu con bay chúc quý vị khán giả cũng như quý vị Mạnh Thường Quân luôn đồng hành cùng họ Thiện Nguyện BDS là chúc tốt đẹp nhất. Giờ cũng đã khuya rồi, giờ cũng 9:46 rồi, đường xá nó cũng vắng. Rồi kính mong quý vị khán giả hãy cùng đồng hành với bốn anh em với hoàn cảnh này như thế nào nha mọi người. Thì, kính thưa quý vị khán giả thì tụi em cũng sẽ vô bệnh viện rước nạn nhân nha mọi người. Thì người nhà cũng làm xong giấy tờ rồi. Giờ xe nhờ xe 05 sẽ hỗ trợ xe 03 vô lấy xác. Còn xe 03 sẽ chở cái quan tài. Với Quy sẽ cùng chị Hà lên lấy xác của anh xuống. Thì trong bệnh viện thì mọi người cũng biết rồi, quay được tới đâu thì tụi em quay tới đó cho mọi người coi. Còn tới khúc nào quay không được thì mọi người thông cảm giùm em. Dạ chú bà. Dạ dạ. Người nhà đâu, cái chị nhà đâu. Dạ thì bây giờ nên mấy anh em con đang đưa bệnh nhân lên xe nha cả nhà. Tại con không thể quay cái lúc đầu mà tổng mặc đồ vô cho người đã mất á. Tại bệnh viện nó không cho phép con ghi hình. Con phải nhà thông cảm cho con. Dạ. Yeah. Đây là chú áo cam cam đó, đó là cha của nạn nhân nha cả nhà. Rồi khoan phụ con chưa ăn qua gì xin chào quý vị khán giả. Thì hiện tại tụi em cũng đã lấy được xác của nạn nhân ra khỏi bệnh viện. Thì giờ em vào bắt giới và xe 03 sẽ đưa anh về nhà trọ và tận liệm. Đây là vợ của anh. Vậy anh này rồi kính mong quý vị khán giả hãy đón thêm dõi hành trình của mấy anh em về nhà của nạn nhân nha mọi người. Thì bây giờ cũng tới phòng trọ rồi nha cả nhà. Nhà đang đứng đây cả nhà. Vô bao xa nữa chú? Dạ. Vô vô trong rồi. Có chỗ quay đầu không? Không, không có quay đầu. Vậy đi ve vô. Giờ thì anh em sẽ vô nhà trọ của nạn nhân và anh Đức. Tại sao còn cái nhựa? Rồi đi lấy mấy hết cái nhựa vô đi. Rồi còn áo quan là đến đây phải không ơi? Bốn cái ghế để người trước đường hả? Được. Dạ được, được, cái đó được rồi mình. Không, cái đó để vậy, đừng rút ra. Đừng, đừng rút ra, mình để thêm bốn cái là để áo quan. Sáu cái để áo quan. Ờ. Để người. Đây nói cho mọi người biết là đây là nhà trọ của mọi người, nhà trọ của anh. Cái này có thể để 5 cái được, 5 cái ghế để đó qua được. Còn cái nào đúng không? Hết. Bây giờ mình sẽ di chuyển xác của anh Đức về phòng trọ của anh nha mọi người. Rồi, rồi, rồi.
Thì giờ cũng đưa được xác của anh Đức vô tới nhà. Thì sau đây là cái tất cả anh em sẽ di chuyển cá quan vô nhà để rồi sẽ hỏi gia đình là ngày giờ liệm như thế nào nha mọi người. Nếu liệm bây giờ thì bên em sẽ hỗ trợ luôn, còn nếu mà người nhà coi giờ liệm á thì để bên em coi như thế nào lại. Xin chào quý vị khán giả, thì tất cả các anh em của cô con thì cũng đưa được anh Đức về tới nhà trọ. Thì đây con giới thiệu, đây là vợ anh Đức. Chị cho có thể là cho em biết tên được không ạ? Lên lại thì Hằng. Lại thì Hằng. Dạ. Chị cho em hỏi là anh Đức bị bệnh gì chị? Anh Đức bị ung thư. Ung thư gì chị biết? Ung thư phổi. Dạ, bệnh này lâu chứ chị? Mới đây. Mới đây hả? Rồi mình có đi chữa trị gì cho ảnh không? Không, tại vì mới phát hiện rồi chở đi luôn. Chở đi bệnh viện thì bao lâu rồi chị? Mới chở đi hồi sáng này, rồi nó sáng rồi đi qua chợ Hóc Môn, rồi bệnh viện Hóc Môn. Dạ. Hóc Môn nó mới chuyển đi nên chợ gãy cả chắc cả đó nó chắc 2 giờ mấy. Dạ. Rồi nó nói là anh Đức không qua khỏi, anh Đức mất rồi 6:30. Mất 6:30. Rồi chuyển lên lúc 2 giờ chiều, rồi tới 6:30 là nó. Rồi bệnh viện có thuốc men gì cho ảnh không? Đúng như là lúc thuốc men thì lúc đó anh Đức hết biết gì rồi, rồi có vô nước biển cho anh Đức. Dạ. Rồi trước khi ảnh bệnh á, ảnh làm công việc gì vậy chị? Ảnh chưa là bệnh thì ảnh đi làm mướn, làm ai kêu gì làm lấy, làm hồ, làm này làm cái. Dạ. Rồi cái thu nhập cá nhân của ảnh tốt không chị? Khi tuần mà được 2-3 ngày ở đây thất nghiệp không có làm. Dạ. Thất nghiệp tháng 2-3 tháng nay dọn về đây thất nghiệp rồi. Dạ. Rồi chị bị bệnh nữa, chị bị mới gỡ ruột thừa chưa đầy 2 tháng nay nữa. Dạ. Rồi chị làm nghề gì? Chị đi hiện giờ như chị đi làm cá mướn cho người ta. Làm cá mướn, một ngày được bao nhiêu? Một ngày được có 270. Ngày 270. Thì chi phí hoạt động của hai vợ chồng như vậy á, thì đây là con chị hả? Con. Dạ. Rồi cháu được đi học chưa chị? Được, mà bảo hỏi không có tiền đóng cho nhà trường cho nghỉ. Được bao nhiêu, mấy tuổi rồi chị? 3 tuổi. Dạ. Ba con đâu? Ba con trỏng. Ba con trỏng hả? Ba con chết rồi. Ba con chết rồi hả? Ai nói? Ai nói ba chết, ba ngủ. Ba ngủ. Con buồn không? Buồn. Có thương ba không? Thương không? Thương ba để đâu? Thương ba không? Con thương ba không? Nói rồi. Con thương ba không? Con thương ba không? Bác hỏi kìa. Con thương ba không? Con thương ba không? Thương cha để đâu? Con thương cha để đâu? Nói đi con, nói đi, ngồi mua sữa uống. Con thương cha để đâu? Để dân cầu kết. Dạ, thì cái kinh phí như nãy chị nói vậy đó, thì hoạt động chi phí này mỗi tháng là mình có dư hay như thế nào không chị? Không thiếu. Mình hồi đó nãy chị có nói là mới di chuyển về đây, hồi đó chị ở đâu? Chị nói gì vậy? Chị cũng ở nhà trọ ở dưới ngã năm. Ngã năm quê chị. Ở Sóc Trăng hả? Ngã năm Sóc Trăng hả? Ở dưới đó mình làm cái gì chị? Mới lên đây. Ở dưới đó mà ổng ai mướn gì cũng chạy nấy như xem đó ôm, ai mướn gì chở nấy rồi nói chung là không có rồi mới đi lên đây làm. Thì mới lên đây là Tết giờ rồi. Dạ. Đây là ở gia đình với chung với bên chồng hay? Ở với cha chồng với mẹ chồng mà như mà mẹ chồng cũng bị bệnh á, bị đi không được á, rồi thấy gì rồi thôi trở lên đây thì mẹ chồng có gì cho về ăn nấy. Tại vì mẹ chồng cũng bệnh đi không được. Bà bị bệnh gì? Đau khớp. Đau cái khớp, hai cái giò đi không được. Đi không được. Ủa rồi bác là ba của ba của anh mất. Anh Đức hả? Được. Ờ, bác tên gì có thể cho con biết không? Bác là tên Trương Ngọc Em. Trương Ngọc Em. Bác đi lái xe lưu. Nghề nghiệp là mình làm cầu đường hết chứ, hồi nãy cũng có nghe. Cầu đường. Dạ. Rồi kinh thu nhập cá nhân của mình đỡ không chứ? Thì
nó cũng tạm sống thôi. Đủ nuôi mẹ. Đủ hai chồng bệnh. Sống rồi coi. Nhà chú được bao nhiêu người con? Có 4 người con à. Thằng này thứ 3. Dạ. Còn thằng thứ 2 nữa, thằng này chưa chịu. Dạ. Thứ 2 năm ngoái vợ nó cũng mất tháng 9. Rồi ngày thứ 3 năm nay vợ nó mất nữa. Ê, chồng nó mất nữa thì giờ còn để lại đứa cháu nội. Dạ. Rồi còn hai người con nữa là làm gì chứ? Đúng là mướn. Cũng là mướn à. Rồi có lâu lâu có gửi tiền về cho chú sinh hoạt hay như thế nào không? Không. Vì nó chưa có vợ út nãy đó mà. Nãy là nấu điện qua đường đó. Nó cũng đi làm qua đường rồi sao cái. Lập. Dạ. Nó cũng nghỉ làm. Dạ. Giờ đi làm hồ sống dạ. Qua ngày. Để mẹ cho con kẹo nè. Rồi hồi nãy con có nghe bà bị khớp lâu chưa chú? Cũng mới mấy tháng này. Cũng 5-6 tháng này, rồi cả năm rồi. Dạ. Rồi bà giờ cũng hơi tạm đỡ rồi. Dạ. Chứ lúc trước là ăn có muỗng cơm mà ối ra ối vô, bây giờ bà ăn nhờ ăn lúa yến mạch đó. Yến mạch không? Dạ. Ăn cái đó khuấy cháo rồi bỏ rau rồi vô ăn. Nó đỡ, nó không đi dễ đi cầu. Dạ. Chứ ăn cái kia nhiều khi nó nóng. Dạ. Gạo mình nó nóng lắm. Dạ. Như quá chất rồi là ba không nhớ mà. Thì qua bài tâm sự của gia đình á thì quý vị khán giả cũng đã biết được đôi lời được cái hoàn cảnh gia đình như thế nào. Thì chút nữa thì tụi con sẽ tẩm liệm cho anh Đức. Dạ. Thì con cũng xin gia đình á là dạ. Ngày mai, nếu trong ngày mai gia đình coi được cái ngày giờ nào tốt đưa anh Quang đi thì sẽ báo bên con. Tại vì lọt qua ngày mai là ngày thứ 6, thứ 7 thì bên hội con có công việc nên con không có giúp được gia đình. Nếu mà gia đình coi được trong ngày mai thì bên hội của con sẽ giúp gia đình đưa thi thể của anh cũ của anh Đức đi thiêu. Thì cũng mong gia đình coi như thế nào đó báo lại với con. Một là số điện thoại của con, hai là số điện thoại của một cái anh tài xế nữa là nãy số đầu tiên đó. Số hai số, một số 21 đuôi là của anh. 21 đuôi là của em. Chị thì cứ điện cho em cũng được, liên hệ em. Và cái nếu mà biết sớm thì báo cho con trước từ 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ để bên con sắp xếp. Dạ. Chú cũng cảm ơn các cháu với các mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình chú. Không, chú rất cảm ơn vì hoàn cảnh của chú thì nó đơn chiếc, không nhà không cửa, với là ở nhà trọ biết tháng cũng mấy 3 triệu mấy. Tháng 3 triệu mấy rồi mình làm thu nhập hết chứ, mình đóng tiền trọ rồi ăn uống rồi sinh hoạt rồi cả gia đình mình còn được thiếu nhiều không? Thì mình tạm hiện giờ đang thiếu nhà trọ, đang thiếu nhà trọ chưa có tiền đóng tại vì ảnh bệnh mà không ai làm, cũng như một cái ngày chỉ làm được 200 mấy thì đủ vui rồi. Hứa làm có tiền trả mà giờ nó mất vậy rồi phải thiếu nữa. Hồi nãy em quên hỏi, hồi từ lúc ảnh chuyển viện lên bệnh viện Chợ Rẫy lúc 2 giờ mấy đến 6 giờ á, cái viện phí của mình là chị đóng hết bao nhiêu rồi? 7.2 triệu. 7.2 triệu đó là tiền viện phí, là lúc đầu cho đến cuối là lấy xác của anh ra là 7.2 triệu. Chị có biết những cái 7.2 triệu đó là những cái gồm những cái gì không? Không, tại vì mình không biết chữ. Nó kêu mình đóng thì mình nó kêu đóng mình đóng tiền nè, nó không cho, nó nói là không đóng tiền, nó không, không cho đóng nhận xác ra, không cho lấy cái xác ra, bởi vì nãy nó không quay, nó không cho con quay. Dạ. Con rồi cái quay. Số tiền đó đâu ra mà mình đi xin trong các mạnh thường quân, trong mạnh thường quân với trong bệnh viện đó, cái viện nó cho người 100, 200, 500. Rồi cái người ta thấy vậy, người ta hỏi chú nói chú làm cầu đường, bây giờ con chú gì mất gì, chú phải đi về, bây giờ chú không có tiền, bây giờ không cho lấy xác gì à. Rồi thấy vậy người ta mới góp 100, 200 cái đưa chú. Rồi đủ cái xác rồi mới vô ký tên á, nó mới cho không, rồi nó không, mới không, đi nó chạy đi giấy không, tờ không có đủ tiền xong đó, rồi là nó mới đó, cho nó đẩy vô nhà xác, nó không cho nhận ra, không có tiền để nhà xác. Rồi thôi
cảm ơn chú với chị đã tâm sự với con vì hoàn cảnh gia đình. Thì một chút nữa để gia đình tắm rửa cho ảnh sạch sẽ. Thì tụi con sẽ vô tẩm liệm cho ảnh. Dạ. Thì mong chị cũng phải sớm bình tĩnh để lo hậu sự cho ảnh. Em cũng thay mặt họ thì mình BDS các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước chia buồn cùng gia đình chị. Thì cũng mong gia đình hãy nén lại cái đau thương để lo cho cái người mất và cái người hiện tại để lo cho cháu bé, nó còn nhỏ quá, nó cũng thờ, nó cũng chưa biết gì hết. Ừ, cũng biết gì đâu chứ nó không biết rồi. Dạ. Nó không biết rồi thì sau này còn cái tương lai cũng dài lắm nên chị cố gắng lo cho cháu và lo cho gia đình. Dạ. Dạ. Cảm ơn cả mấy em anh này. Dạ dạ, rồi không có gì đâu chị. Chị cứ yên tâm là lo hậu sự cho ảnh đi. Dạ. Rồi, kính thưa quý vị khán giả thì mọi người cũng đã nghe lời tâm sự của chị và chú thì cũng biết phần nào gia đình gặp khó khăn như thế nào. Thì chút nữa thì tụi em sẽ vô tận liệm anh Đức rồi anh em sẽ về. Thì mọi chuyện còn lại thì sẽ giao lại cho gia đình. Mai gia đình sẽ báo ngày giờ cho mình bên hội để di quan cho ảnh đi thiêu luôn nha mọi người. Thì kính mời quý vị khán giả hãy đón theo dõi hành trình của các anh em vô làm việc như thế nào nha mọi người. Đây lấy xích này nè. Canh mấy ghế cho đều lại giùm em. Thì chút xíu nữa tụi em tẩm liệm thì cả nhà cũng thông cảm, tại vì tụi em không có thể nào mà quay cái hình ảnh để cho cả nhà mình xem được nha cả nhà. Thì kính thưa quý vị khán giả thì hiện tại anh em tụi con cũng đã liệm ảnh xong, giờ sẽ đốt cho ảnh cây nhang và tụi con sẽ tiếp đó rồi con sẽ ra đưa đồ tang và bản cáo khó cho về nhà, rồi anh em con sẽ rút về về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay luôn. Đi.
Cảm ơn quý vị khán giả, thì giờ em sẽ đưa các bạn cáo phó cho người nhà. Đây là các bạn cáo phó, chú ghi cái thông tin ở ngoài, sinh tại đâu mà mất gì đó, thì chú ghi ở ngoài tờ giấy nháp trước, đúng rồi chú hay ghi vô đây để nó tránh trường hợp mình vôi xó nhiều, không? Rồi đây là các bạn cáo phó, còn đây là bạn bằng dông, hồi nữa chú kiếm các bạn nữa để trải các bạn ba tấm bằng dâu lên. Đây. Đang trang người nhà luôn. Biết rồi, cái này để coi xong rồi đi ông thầy ông. Ở đây là một cái khăn tang, ảnh còn cha còn mẹ. Thì hồi nữa chú lấy cái khăn tang này nè, trải lên đầu áo quan, như là ảnh để tang lại cho chú với cô. Anh. Về chú để lên đó. Dạ. Này là coi từ từ. Đây là cái áo. Của vợ nó không? Cái này là của người vợ nè. Cái này là của con trai, là con của ảnh. Nếu mặc không được thì mình khâu nhỏ lại cho anh, cho cháu nó mặc. Còn cái khăn này đó là nãy có một người em nói là xin để tang, thì con xin để lại cho một cái để cho người chị đó để tang cho ảnh. Người chị đó nè. Dạ. Rồi. Em. Dạ. Con để. Rồi thì tụi con cũng bàn giao lại xong xuôi. Tại ba nó còn sống. Thì con cũng bàn giao lại xong xuôi, tụi con cũng xin phép là gia đình của con về. Dạ. Đây mặt các bạn thành quân và các cháu trong ban hội niệm rồi cũng nhiệt tình giúp đỡ cho cháu. Ê, chú không cũng rất cảm ơn các cháu, gia đình gặp nhiều cái khó khăn quá thì nhờ các bạn thành quân và các cháu đây giúp đỡ cho chú rất cảm ơn. Dạ thì con cũng xin thay mặt hội nghị Vlad xin chia buồn cùng gia đình một lần nữa. Thì mai á, là chú coi được cái ngày nào á, thì chú cho con hay sớm nhất. Dạ, để con báo về bên hội để hội sắp xếp xe để đưa con đi. Thì trong ngày mai là con cũng có nói với chú rồi, trong ngày mai thì con sẽ giúp được. Nhưng mà lọt qua ngày thứ bảy á, thì bên hội con... Dạ. Anh chú cũng thông cảm là coi dạ. Rồi con cũng xin phép là gia đình con về. Dạ, anh em con rút về bên để nghỉ ngơi. Dạ. Rồi con xin phép gia đình con về ạ. Kính thưa quý vị khán giả, thì hiện tại thì cũng đã khuya rồi, 1 giờ mấy sáng của ngày 6, ngày 7 rồi. Thì anh em con cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ cái ca từ Chợ Rẫy về Hóc Môn. Thì mọi người cũng đã xem từ đầu đến cuối, cũng biết cái hoàn cảnh gia đình của anh Đức như thế nào, thì em cũng không có nói gì thêm. Thì cuối clip em xin kính chúc mọi người có một buổi tối rạng sáng này, cũng mọi người trong nước á, thì cũng đã ngủ say rồi, thì còn tất cả các mạnh thường quân trong ngoài nước á, thì cũng đang đi làm, thì chúc các mạnh thường quân ngoài nước thì có một buổi làm việc thật là vui vẻ và thật là gặp nhiều may mắn. Rồi sau đây là tới các anh em đi chung với bên con. Dạ thưa con, trong thận thì con cũng xin thay mặt hội thiện nguyện BDS là chú Tâm Sang, cũng giống như quý vị khán giả đang xem màn hình, cũng giống như quý mạnh thường quân, quý chú anh chị gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của anh Đức. Thì bây giờ anh em đã xong rồi thì anh em về nhà nghỉ ngơi để mà tiếp tục có sức khỏe để phục vụ những hoàn cảnh khác nha cả nhà. Dạ con xin chào cả nhà, con là Thánh Liệu. Về con cũng không biết gì nói gì hơn, con cũng xin cảm ơn quý vị khán giả và các bạn thân quân thân mến thôi, chứ nãy giờ cũng mấy anh nói vậy rồi. Dạ con xin cảm ơn. Con Đồ Con Bay. Con Đồ Con Bay thì cũng không biết nói gì hơn, khi cái hoàn cảnh này cũng là đau thương. Nói chung thì người đầu bạc tiễn người đầu xanh, anh mới 40 tuổi thôi, còn mẹ già nữa. Thì nhiều cái câu chuyện trong chuyến xe nghĩa tình em cũng có chia sẻ với quý vị rồi, thì em cũng luôn cầu chúc cho mọi người luôn bình an trong cuộc sống. Thì trong buổi tối ngày hôm nay thì cũng có con Đậu Con Bay, Mai Ăn Tim, Thánh Liệu, Trọng Thuận và Bắc Giới cùng với lại một MV edit của họ Thiện Nguyện BDS xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến, cũng như gửi lời chúc tốt đẹp tới quý vị.
chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực. Xin chào và hẹn gặp lại tiếp theo trong những cái hoàn cảnh khác nha cả nhà. Và mọi người hãy cuối clip thì mọi người hãy nhớ đăng ký ba kênh của hội thiện nguyện VNS như thường ngày tụi em với con đội con bay đã thường nói. Đó là ba kênh. Một là hội thiện nguyện VNS, hai tám sang nhiều chuyện, ba là chiến công ấm lòng. Thì mọi người nhớ đăng ký và ủng hộ tất cả các anh em trong hội nha mọi người, để anh có các anh em trong hội có thêm động lực để giúp tất cả các con nghèo trong cả nước. Thì rồi cuối rồi xin chào điều này là cũng rất là quan trọng trong quá trình làm việc, nếu như anh em có gì sơ suất hay là có những cái lời lẽ không hay thì mong quý vị hoan hỷ bỏ qua. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Hoan hỷ.